Méo mùi âm tủ Erosen EH70AF85B có thiết kế hiện đại với kiểu dáng âm tủ, dạng kéo cứng cáp. Sử dụng chất liệu kim loại sơn tĩnh điện màu đen, mang đến sự sang trọng và tinh tế cho không gian bếp. EH70AF85B sử dụng động cơ tuabin 120W với 3 cấp độ hút kết hợp với bộ lọc khử mùi than hoạt tính sẽ giúp cho không gian bếp của bạn luôn luôn thoáng đãng và trong lành. Trong video này hãy cùng kinhhom.vn khám phá về thông tin và các tính năng nổi bật của chiếc máy hút mùi Erosen EH70AF85B này nhé. Về đặc tính và thông số kỹ thuật, công suất hút tối đa của máy là 850 m³/giờ, công suất của tuabin là 120W. Hệ thống đèn chiếu sáng là 2 bóng đèn LED có công suất là 2W mỗi bóng, giúp cung cấp đủ ánh sáng cho khu vực bếp, dễ dàng quan sát và chế biến thức ăn. Thân máy sử dụng chất liệu kim loại sơn tĩnh điện màu đen, trang bị nguồn điện 220-240V với tần số là 50Hz. Độ ồn tối đa khi hoạt động của máy là 46dB, nhãn năng lượng đạt mức A+ theo tiêu chuẩn châu Âu. Đường kính của ống tách hơi là 120mm. Kích thước sản phẩm, chiều rộng là 700mm, chiều cao 200mm và chiều sâu là từ 304-490mm. Máy hút mùi âm tủ Erosen EH70AF85B được trang bị hai chế độ hút, với chế độ hút trực tiếp hoạt động theo nguyên lý hút và xả trực tiếp ra ngoài thông qua đường ống. Chế độ hút lọc than hoạt tính hoạt động theo nguyên lý hút lọc và khử mùi qua lớp than hoạt tính, sau đó đẩy ra ngoài qua đường ống thoát. Erosen EH70AF85B được trang bị hai lưới lọc mỡ bằng nhôm kết hợp khung inox chắc chắn, giúp gia tăng khả năng ngăn chặn dầu mỡ có thể tháo rời, dễ dàng vệ sinh. Máy hút mùi âm tủ Erosen EH70AF85B trang bị kỹ điều khiển phím nhấn cơ trực tiếp, giúp người dùng dễ dàng thao tác. Bảng điều khiển gồm phím bật tắt đèn chiếu sáng ở cạnh trái của máy, phím nguồn và chọn mức công suất hút ở cạnh phải của máy. Cách sử dụng đơn giản với thao tác kéo phần trước của thiết bị, sau đó nhấn phím chọn mức công suất hút. Nếu thiếu ánh sáng, hãy nhấn phím bật đèn ở cạnh trái của máy. Đối với bộ lọc than hoạt tính, chỉ nên sử dụng bộ lọc than hoạt tính nếu bạn muốn sử dụng máy hút ở chế độ tuần hoàn. Nguyên tắc chung là không thể làm sạch hoặc tái sử dụng bộ lọc than hoạt tính. Bộ lọc than hoạt tính nên được thay từ 3 đến 6 tháng một lần nếu sử dụng thường xuyên. Ngoài ra, Erosen EH70AF85B còn có một phiên bản rộng 6 tấc với mã là EH60AF85B, phù hợp với các loại không gian bếp vừa và nhỏ. Vừa rồi là các thông tin tổng quan về sản phẩm máy hút mùi âm tủ EH70AF85B đến từ thương hiệu Erosen, được phân phối chính hãng tại kinhhom.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng video này sẽ giúp cho các bạn có cái nhìn tổng thể hơn về chiếc máy hút mùi Erosen EH70AF85B. Hãy nhấn nút like và đăng ký theo dõi kinhhom.vn để xem thêm những video tiếp theo nhé.